chào các bạn. Hà Thương rất vinh dự khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Knews 24 giờ. Và hôm nay có những tin tức gì nổi bật? Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nhé. Là tập hợp 4 nữ idol tài năng và xinh đẹp, Blackpink hiện đang làm mưa làm gió trong làng giải trí K-pop. Trải qua khoảng thời gian hoạt động, các cô gái luôn có sự gắn kết sâu đậm với nhau. Bên cạnh đó thì các bậc phụ huynh cũng thân thiết và yêu thương bốn cô nàng xem như người thân trong gia đình. Gia đình các thành viên Blackpink dự hôn lễ của anh trai Jisoo. Vào ngày 17 tháng 5 năm 2020, sau khi kết thúc tour diễn ở Bắc Mỹ, các thành viên Blackpink đã bất ngờ xuất hiện trong hôn lễ của anh trai Jisoo. Các cô gái diện trang phục giản dị, lịch thiệp, vui vẻ chụp ảnh cùng gia đình cô chị cả. Đây là một trong những lần hiếm hoi fan bắt gặp các cô gái ngồi cùng nhau trong một bữa tiệc gia đình ấm cúng. Kế đó thì dân tình càng phấn khích hơn vì soi ra được những bức ảnh họ hàng nhà Jisoo đăng tải có sự góp mặt của các bậc phụ huynh ba thành viên còn lại. Tấm ảnh đầu tiên, chị ruột Jisoo đang bế một em bé và phía sau là mẹ Lisa đến từ Thái Lan ngồi cùng bàn với bố của Rose. Kế đó là hình ảnh Jennie ngồi cạnh mẹ và Rose cũng xuất hiện. Việc mẹ Lisa bay từ Thái Lan qua Hàn Quốc tham dự lễ cưới cho thấy bà rất mến Jisoo cùng gia đình của nữ idol. Bố Rose và mẹ Jennie cũng dành thời gian đặc biệt đến chung vui. Người hâm mộ cho rằng gia đình cả bốn thành viên chắc hẳn rất thân thiết với nhau mới có thể hội tụ đông đủ như vậy. Tình thương của bố mẹ Lisa dành cho Blackpink. Trong chương trình Blackpink House tập 4, các thành viên đã có dịp ghé thăm Thái Lan. Họ đã bất ngờ khi gặp bố mẹ của Lisa. Vừa nhìn thấy nhau, cô nàng gốc Thái đã ôm chầm lấy mẹ của mình. Jennie, Jisoo và Rose cũng liên tục gọi, mẹ ơi, rất lâu không gặp ạ. Mẹ của Lisa nghe thấy ngay lập tức đến ôm lấy chào đón các cô con gái Blackpink. Họ đã có cuộc trò chuyện thâm tình và không kìm được những giọt nước mắt thương mến dành cho nhau. Khoảnh khắc thân thương của các cô gái và bố mẹ Lisa khiến khán giả cũng mủi lòng theo. Tại đây, Blackpink còn được thưởng thức đồ ăn do chính tay bố mẹ Lisa nấu. Họ rất háo hức khi nhìn thấy các món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt, được sắp xếp tỉ mỉ, chất chứa tình cảm từ tay nghề của vị đầu bếp nổi tiếng người Thụy Sĩ, bố của Lisa. Các cô gái vô cùng cảm động trước tình cảm của bố mẹ Lisa dành cho mình và không ngừng tỏ lòng biết ơn. Suốt khoảng thời gian kể từ khi Blackpink ra mắt, bố mẹ của Lisa luôn dõi theo và ủng hộ nhiệt tình. Không ít lần các thành viên đã bật mí trên V-Live về những cuộc trò chuyện thân mật cùng mẹ của Lisa. Trong concert tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, bố mẹ của Lisa cũng tham dự và cổ vũ hết mình cho các cô con gái. Trước nhiều tin đồn về việc Lisa bị đối xử tệ bạc và bị bắt nạt, bằng những hành động yêu thương, bố mẹ Lisa đã ngầm chống lại những định kiến ác ý của cư dân mạng. Đặc biệt, mẹ của cô nàng còn dùng banner hình ảnh của Jennie và Lisa để cổ vũ cho Blackpink. Mối quan hệ giữa các bậc phụ huynh nhà Blackpink vô cùng thân thiết khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ. Dù bận rộn nhưng họ vẫn dành thời gian ở bên nhau, họ xem Blackpink như con ruột trong gia đình và coi nhau như người nhà. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp trong ngày của Knews 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng chúng mình nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.